Em Long xin chào tất cả các bác đang theo dõi trên kênh Mua Bán Xe Cũ nhé. Và hôm nay em Long có một cái sản phẩm muốn giới thiệu đến cho mọi người trong phân khúc CUV. Và đây là chiếc Kia Seltos phiên bản 1.4 Turbo Premium bản cao cấp nhất nha các bác nhé. Sản xuất năm 2020 và chiếc xe này mới chỉ lăn bánh có 27 km thôi các bác ạ. Và chiếc xe này có một đặc điểm nổi bật là đã được bác chủ cũ lên cho một bộ body kit nhìn cực kỳ là đẹp luôn ạ. Và sử dụng bóng đèn full LED đặc trưng của Kia Seltos. Nhìn các bác nhìn ở cái phần logo này, nó sẽ có một cái phần đỏ đây. Đấy, đặc trưng của dòng Kia Seltos nha các bác nhé. Và nguyên 4 quả lốp thì vẫn còn theo xe, sản xuất ở tuần 50. Sản xuất ở tuần thứ 50 năm 2020 này. Đấy. Kích thước la răng 17 inch và la răng 5 chấu, rất là đẹp. Và bên trong nội thất thì cũng rất là nhiều tiện nghi option. Và đây, em sẽ quay cho các bác cùng xem luôn nhé. Ghế lái chỉnh điện này, gương gập chỉnh điện và điều hòa auto, gạt mưa auto, cân bằng điện tử, xe chạy chuẩn 2.7 vạn. Đó. Đây, rất là nhiều các cái tính năng luôn, như là có làm mát hàng ghế trước này. Phanh thì vẫn là phanh cơ thôi ạ. Điều hòa hai vùng độc lập, điều hòa hoạt động một vùng độc lập. Và có các cái tính năng màn hình 10.25 inch tràn viền luôn, cũng như là màn hình kỹ thuật số digital 10.25 inch. Đấy. Kết hợp Apple CarPlay và Android Auto, cũng như là có trang bị nhà các cái thiết bị an toàn như là có 6 túi khí và hệ thống âm thanh 6 loa nha các bác nhé. Nội thất thì là màu kem và màu đen. Đấy. Có cả cửa sổ trời, phiên bản Premium mình sẽ có cửa sổ trời cho các bác này. Nội thất hai màu và ngoại thất là màu trắng. Độ thanh khoản của nó thì cực kỳ là tốt rồi. Đây là ở hàng ghế thứ hai. Cửa gió điều hòa khoang ghế thứ hai đầy đủ hết cho các bác. Khoang cốp thì cũng tương đối là rộng rãi cho các bác để đồ nhé. Và chiếc xe Kia Seltos phiên bản Premium này đang được cửa hàng bên em chào bán với mức giá là 585 triệu. Giá bán cuối cùng em bán ra được là 585 triệu cho các bác. Nếu các bác thiện chí có thể qua trực tiếp cửa hàng bên em, địa chỉ là 77 Mai Phúc, Long Biên, Hà Nội, Yuska Việt Nam để xem xe và lái thử chiếc xe này nhé. Và nếu các bác thật sự thiện chí thì các bác có thể qua cửa hàng bên em sẽ bớt thêm một chút lọc nữa cho các bác nhé. Kia Seltos phiên bản 1.4 Turbo sản xuất năm 2020 và đã được bác chủ lên cho bộ body kit cực kỳ là đẹp luôn đây ạ. Các bác cùng em nhìn một vòng bên ngoại thất của chiếc xe này nhé. Đó. Nội ngoại thất theo xe thì vẫn còn rất là đẹp, phiên bản Premium bản cao cấp nhất đã được lên bộ body kit. Đây là chiếc xe đầu tiên và Seltos đầu tiên mà em thấy lên được bộ body kit nó đẹp như thế này luôn các bác ạ. Đó. Sản xuất năm 2020, 585 triệu. Đấy, các bác thấy chiếc xe này phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình thì có thể qua trực tiếp cửa hàng bên em nhé. Hoặc có thể alo trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0394433343, cũng là số Zalo của em luôn. Mọi người có thể kết bạn Zalo với em sẽ gửi hình ảnh cũng như là thông tin của chiếc xe này chi tiết nhất để các bác cùng xem và tham khảo đánh giá nhé. Và xe thì em cũng sẽ cam kết mọi người là xe không có đâm va ngập nước thủy kích, động cơ hộp số đều nguyên bản, khung dòng máy móc nguyên zin, keo chỉ zin. Bao trích Tết mọi nơi cho các bác, nếu các bác tin tưởng bất kỳ đâu em sẽ hỗ trợ mang xe đến đó cho các bác trích Tết thoải mái luôn ạ. Chiếc xe rất là đẹp luôn. 77 Mai Phúc, Long Biên, Hà Nội. Các bác qua trực tiếp cửa hàng bên em để lái thử cũng như là trải nghiệm chiếc xe này nha các bác nhé. Cảm ơn các bác đã xem hết video của em ạ.